Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bãi. Hôm nay quay mấy cây cần đây. Lua cắm gốc rồi một lóng hai khúc. Đấy, một khúc hai khúc. Tăng tăng đây. Rồi máy nằm máy đứng đều đây hết nha mọi người. Đấy. Cây cần siêu đẹp. Giá trị siêu tầm cực cao. Đấy. Đẹp bóng loáng như thế này mọi người biết rồi chứ. Nè, đầu tiên để ba con này đi. Con này thì khá là đẹp. Con này con hai đoạn nha mọi người. Đây, hai đoạn. Đây. Ôi, cần hai đoạn nha. Nè, học này. Ok. Cái cần này á thì trước tiên mình cho mọi người xem thông số. Dài 1m8, thu vào là 95cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 110g, giá 700.000. Đấy. Cần này nè. Đồ hàng nó về á, nó bị cắn nha mọi người, nó bị cắn chứ không phải là gắn máy vào nó bể. Nó bị va đập nè. Va đập nó mẻ hơi tí chỗ này nha, mẻ hơi tí chỗ này, không việc gì nha mọi người. Đấy. Bên này vẫn còn nguyên vẹn, nó bị va đập nhé. Đấy. Cần này thì chắc China hay là Taiwan gì đó xuất Nhật rồi. Đấy, vàng. Dạng khoan đây, đây là hai đoạn này. Ok. Khoang bát. Đấy, khoang ok. Đá đông người còn túc. Đấy, nó chỉ bị lỗi một tí là chỗ cái bát nó bị cắn đồ nó mẻ một tí nha mọi người. Đây. Giá 700. Con số 1. Một 700. Đẩy cửa vào đi anh, chó không cắn. Khép lại luôn giúp em. Thứ hai là một cái cần Alpha Tac Bassmaster nha mọi người. 1m8. Đây. Cái cần dài 1m8, thu vào 95cm. Đọt 1,7 ly, cân nặng là 110g. Giá của cây này là 800.000. Trước tiên là mình sẽ cho mọi người xem. Đây, bát vặn này. Đấy. Nó có thông số của nó đây. Lua quay 1/4 đến 3/8 OZ. Line là 8 đến 15 LBH. Action medium. Action medium nhé. Line là 1m8 này, hai đoạn này, made in Korea này. Đấy. Alpha Tac là thương hiệu. Đấy, carbon nha mọi người. Đấy. Đây. Con này khoan Fuji nhá, khoan Fuji nha mọi người. Đây, dàn khoan ok, chỉ có một đầu bu là mới bị mắc đá thôi. Bộ bu thì nó bị rớt đá mất. Đây, đầu bu này nó rớt mất cái đá, về mọi người kiếm đá gắn vào hoặc là có thể thay luôn cái đầu bu đi. Rút cái đầu bu ra, thay cái đầu bu này đi, tùy mọi người nhé. Đấy. Ok. Đây là con số 2. Số 2.
800. Đây. Số 3 là con này. Đấy. Giới thiệu luôn, đọc luôn cái thông số luôn. Càng dài 1m8, thu vào là đây, nó có một lóng thôi mọi người, một đoạn thôi, nó duy nhất một đoạn này, dài 1m8. Độ của nó là 1,5 ly, cân nặng là 160 g, giá của nó là 800. Đây. Bát vặn nhé. Đâu đó ra trơn búa. Đấy, mình cái này ra trơn búa. Trơn. Con ra trên điện. Đây. Cái này chắc China hay Taiwan gì đó xuất nhập con này mấy năm nha mọi người. Cái này mấy năm. Này, bị dơ dơ bẩn bẩn thế này đây. Đấy. Ok. Cái này. Cái này này. Đây, có cái khoang chỗ này bị mắc đá này. Khoang chỗ này nó bị bung ra mắc đá này. Đấy, mọi người về thay cái khoang này đi nhá. Ok. Số 3. Số 3 này. Số 3 800. Tiếp theo. Số 4. Đây, cái cần này giới thiệu luôn, cái cần này dài 2m, thu vào là 1m04. Đấy, nó có hai khúc nhé, hai khúc thu vào 1m04, độc của nó là 2,4 ly, cân nặng là 160 g. Đấy, cây này chất liệu là graphic nhé, cây này chất liệu là graphic. Đây, LB tech 8-20 LB. Đây, chiều dài của nó thì biết là chiều dài của nó là 2m. Đấy, siêu star nha mọi người. Đấy. Đây, khoang của nó. Đang Fuji nhá. Đây, phần đầu quán này. Chỗ này nấu giữa hai cái hai khúc này. Ok. Đấy, graphic. Đây này cây số bát này, bát vặn nhé. Cái này cũng đẹp. Nói chung là những cây cần hôm nay mình bán á, cây nào cũng tầm 90% trở lên không à, 90% trở lên nha. Trừ những cây mà mình chưa có chỉ lỗi cho mọi người đó, chỉ những cái xí lỗi nào là mắc đá hay là bị mẻ bát đây, là ngoại hình của nó cũng được trên 90% không à. Còn những cái lỗi đó thì mình mới tính riêng ra nhé, những cái lỗi đó tính riêng ra. Còn nhìn về cái độ đẹp mới của nó. Đấy, cái này là cái số 4. Số 4 800. Đấy, mình nói luôn, cái số 2 này carbon chắc này, cái số 3 này, số 3 với số 3 này là thì như nó là carbon mix nha mọi người, là pha nhé, carbon pha. Đây. Đây số 1 này. Đây, số 1 này cũng carbon. Tiếp theo. Số 5. Số 5 đây là cái cần này. Dài 1m8, thu vào 95 cm, độc là 1,8 ly, cân nặng là 120 g. Cái này giá 700 nhé. Cái này ngoại hình của nó trên 95% luôn rồi. Này. Này, cái này nó viết sẵn luôn, China này. Cái này China xuất nhập nha mọi người, China xuất nhập.
Đấy, rất là mới. Bát vặn đây nhá, bát vặn đây nhá. Ok. Đây. Cái này cũng carbon nha mọi người, carbon. Đấy. Cái này thì khoang bát còn ok, đẹp. Cái này cây số số 5. Đấy. Số 5. 700 nhá. Tiếp theo. Số 6. Số 6 cũng là một cái cần 2 khúc nhá. Lùa hai khúc cái cần này thì nó thông số của nó chỉ nái thôi, Suzumi này. Suzumi. Đây. Cán gỗ nhá. Đây, bát vặn của nó đây. Ok. Khóa chỗ này, bát vô chỗ này. Đấy. Cái cần này dài 2m15. Thu vào là 1m11, đọt của nó là 2 ly, cân nặng là 110g nhá. Mới đẹp. Cái này ngoại hình của nó trên 95% nha mọi người, trên 95%. Đấy. Quang Fuji đẹp luôn. Đây, đây là chỗ nối này. Ok. Số 6. Số 6 900 nha mọi người, số 6 900 à. Những cái cây lúc nãy mình quay chưa uống cái đọt cho mọi người xem. Đây, đây là cái số 5 nè. Uống cái đọt cái số 5 cho mọi người xem nhé. Đây, số 5 nè. Số 5 nhé. Số 4 nè. Số 4 nè, cái số 4 nè. Đấy, số 4 nè. Đọt của cây số 4 nè. Đấy. Số 3 này. Cái số 3 này nhá, số 3. Đấy. Uống cái đọt cho mọi người thấy chứ nãy mình quay. Đấy. Số 2 này. Ok. Tiếp theo, số 1. À, số 1 đây. Rồi, mình đã đi qua cây số 6 rồi. Đến lượt cây số 7. Số 7 là một cây cần lua Shimano Bass One XT. Đấy. 2652. Đấy. Line là 4 đến 12 lb này. Lua là 4 đến 14 g. Đấy. Made in Korea, xuất nhập cho mọi người. Korea xuất nhập. Đây, bát vặn. Dài 1m95, thu vào là 1m03 nha mọi người, đọt 2 ly, cân nặng 120g. Cái này 2 khúc nha mọi người. Đấy, 2 khúc này. Đấy. Khoang Fuji nha. Đấy. Khoan ok. Khoan ok đẹp nha mọi người. Cái này ngoại hình của nó cũng trên 90%, 95% trở lên. Đấy. Như mới đó mọi người. Chỉ có cái phần gỗ này là như thế này thôi. Đấy. Phần gỗ này thì nguyên trạng của nó như thế này. Đấy. Gỗ này thì mọi người biết rồi. Nhẹ. Cái này cây số số 7. Số 7. 900. Số 7 900 nha mọi người.
Nãy giờ chỉ có duy nhất cây số 3 là máy nằm thôi, còn lại đang là máy đứng nha. Phút sau này có máy cây máy nằm nữa. Tiếp theo cây số 8, số 8 mình giới thiệu thông số cho mọi người trước đi. Dài 1m4, thu vào 96cm, độ của nó là 1,7 ly, cân nặng 120g. Cây này thì 2 khúc cho mọi người, 2 khúc đây, bát vặn. Đây này là Daiwa này. Đấy, Daiwa Phantom nhé. Taiwan, đây là Taiwan. Daiwa Phantom. Lua 4-14g, line 4-10 lb. Đấy. L nha mọi người. Action L. Ok. Ngoại hình mới đẹp luôn. Đây, cái này 95% nha mọi người. Đấy. Rất là đẹp. Khoan rồi, ok. Đấy, cái xu để tí mình cộng. Đấy. Màu nấu của nó đây. Cây này cây số 8. Số 8. 900. Số 8 900. Số 9. Số 9 là một cây cần Daiko này, carbon nha mọi người. Cây cần này là một khúc thôi, một khúc duy nhất, dài 1m97, độc là 1,7 ly, cân nặng là 160g. Đây, bát Fuji này, bát Fuji này, thấy chưa? Đấy, Fuji dòng Amatic. Đây, cho mọi người xem chữ vàng đây, Amatic nhé. Đây, lua 1/4 đến 3/4 OZ, line là 8-20 lb, da băng nha mọi người, cây này da băng. Đấy, cái này khoan của nó này. Đấy, khoan vàng này, thấy không? Đây, cái này máy nằm nha mọi người. Máy nằm, máy ngang ấy, sử dụng máy ngang, ok. Đây, có một cái khoan này. Một cái khoan này thì người ta cột lại rồi nhé. Nhưng mà người thấy cột rất là đẹp nha mọi người. Đây, hình như nó bị hư cái khoan này. Người ta cột cái khoan này rồi, rất là đẹp nhé. Đấy. Đấy, cái này thì chỉ có một cái khoan đó là bị cột lại thế thôi. Còn lại đều ok nhé. Đấy. Ok nha mọi người. Đấy. Mọi người xem cứ để ý mình nói mấy cái lỗi giúp mình nha. Đấy, cây này rồi, 1.1 triệu nha mọi người, 1.1 triệu. Cây này cây số 9. Số 9 1.1 triệu nha mọi người. Số 10. Số 10 là một cây cần Fuji nha mọi người. Số 10 là cây cần Fuji. Cần Fuji da băng luôn nè. Cần cắm gốc nha mọi người. Đây, cây cần này dài 1m95, thu vào là cần cắm gốc dài 1m95, độc của nó là 2,3 ly, cân nặng là 320g. Mình cũng chưa lau cái gốc rồi để mình đo nữa. Đây. Cần cắm gốc nhé. Đây, cắm gốc nha mọi người. Đây, lau cái góc này ra được. Ok. Để mình đo thử xem nó thu vào bao nhiêu cm nha. Thu vào là 1m47 cm nha mọi người. 1m47 cm. Đấy, mình viết luôn. Trừ cái góc ra 1m47 nè, 1,47 cm. Đấy. Cắm góc vào. Đấy, giờ mới hiểu cái cần cắm góc cái gì. Đấy. Fuji. Dòng Lensic gì đó. Đây, Speed nè, Speed nè. Đây, Fuji nhé. Đây. Xoay cái đầu lại cho nó dễ.
Đây, cái này máy nằm nha mọi người, máy nằm. Dàn khoang của nó đây, khoang đá đâu còn nguyên vẹn nha mọi người. Đây. Ok. Đây, đấy. Đây, khoang Fuji luôn đấy, tất nhiên cần của hãng Fuji thì khoang bát là Fuji hết rồi, chứ không điên gì là sử dụng của thằng khác hết. Đấy, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 90% mọi người, 90% rồi đấy, tại vì cái chữ nó cũng hơi bật bật đấy, hơi bật bật nó bị cả kìa đấy. Còn cái cần này màu của nó là màu nhám nha mọi người, màu nhám chứ không phải màu bóng. Đấy, nó là sơn nhám chứ không phải sơn bóng. Đây này, cái số 10 1.3 triệu nha mọi người, số 10 1.3 triệu. Rồi, số 11 là mình có một cái cần hai khúc Olympic, cần hai khúc hiệu Olympic nhé, cần hai khúc hiệu Olympic, dài 1m3, thu vào là 1m7, đọt của nó là 3 ly, cân nặng là 300g, giá của nó là 1.5 triệu. Đấy, đây mình cho mọi người xem cái đọt trước. Khoang Fuji hết nha mọi người. Đấy, ok, đọt này, đọt rất cứng nha mọi người. Đây, đây, đọt rất là chắc chắn nhé. Đấy, góc của nó đây, đây, khoang của nó đây. Cái cần này nó chỉ có bị một cái như thế này, đây đây nha mọi người, này nó về nó bị cắn đồ nha mọi người. Đây, mình nói luôn với mọi người là cái bát này nó cái phần kim loại này, phần kim loại này nó bị bung này, đấy là do nó cắn đồ nha mọi người. Còn cái phần dưới này này, phía mặt dưới này, mặt dưới là cái nhựa này này, mặt dưới cái nhựa này đấy, nó không hề bị nứt nha mọi người. Đấy, mặt dưới là cái nhựa này không hề bị nứt nhá, mặt dưới cái nhựa này không hề bị nứt nhá, chỉ có là cái phần kim loại phía đây này nó bị bung cái này này. Đấy, mà mọi người biết rồi, khi mà cái cần cao á đưa vào đây á thì cái độ trì của nó thì nó có cái độ là nó bung lẫn bung theo dạng này nhé. Thường là nó bung, nó chịu lực theo dạng này, bên này thì nó ép vô. Đấy, dưới này lẫn bung ra như thế này. Đấy, nên cái này nó không ảnh hưởng gì máy nha mọi người, không ảnh hưởng gì máy. Đấy là mình nói thẳng. Đấy, ai chấp nhận được thì mua nhé. Còn cái này thì nó chẳng qua là nó ảnh hưởng đến cái độ hoàn thiện của cái cần thôi, chứ còn về kỹ thuật thì nó không ảnh hưởng bao nhiêu nha mọi người. Đấy, mình thử lắp máy cho mình thử kéo rồi. Đấy, ok. Cái cần này cần số 11 1.5 triệu nha mọi người, 11.5 triệu Olympic. Đấy, cây số 9 này đã mình chưa uống độc rồi sao. Đây, số 9 này. Đấy, số 8 này, ok. Thực sự máy cái này nó không ghi độ cứng nên mình không rõ cái độ cứng của nó. Cái này số 10. Này số 10. Kim số 8. Cái này số 7 nè. Không có đọc số 7 nè. Ok. Số 6 này đã uống chưa không biết, số 6 luôn đi. Đấy, như thế. Rồi, xong. Mình vừa quay xong cho mọi người 11 cây cần lua lít gì đấy. Mọi người chắc là lua lít cái cần này đây. Còn ví dụ như cái cần 3m3 rồi này, mình không biết là tác dụng của nó nha, không biết nhiều lắm tác dụng về câu cá, tại vì mình không có đi cao nên mình không có biết. Đây mọi người xem, tự tìm hiểu nha. Đây, ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng á, thì liên hệ giúp mình số điện thoại trực tiếp nha mọi người.
Đấy, điện thoại trực tiếp, số điện thoại là 0786555599, mình ở Đà Nẵng. Đấy, mình nói luôn là video nào mình cũng nhắc đi nhắc lại, đó là đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship code. Và một vấn đề nữa đó là mình gửi hàng thì tới nơi mọi người được phép kiểm tra hàng cẩn thận. Đấy, xem có bị sai sót gì so với trên video mình giới thiệu hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển. Đấy, thì có gì thì mọi người điện thoại alo cho bên mình ngay để giải quyết ngay lúc đó luôn nha mọi người. Còn lại mình không giải quyết những trường hợp mà mọi người cứ không chịu xem hàng, xong rồi mọi người cứ nhận bừa rồi bắt đầu kiện cáo thế này thế kia, là mình không dám nhận cái đấy nha mọi người. Đấy, mọi người được phép kiểm tra hàng cẩn thận nhé. Ok.